Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định 824, QĐ-TTg 825, QĐ-TTg 826, QĐ-TTg thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Bổ nhiệm chức danh này là cụ thể, bổ sung thành viên Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, và bổ sung Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đối với Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng ban hành bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng điều phối vùng đối với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trong quy chế hoạt động của Hội đồng vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ và vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Các Hội đồng điều phối vùng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện các dự án và công trình quan trọng quy hoạch lớn, đồng thời tham mưu về mặt chiến lược và lập kế hoạch phát triển vùng.